Dạ, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Sáng hôm nay là ngày 17 tháng 10 nha cả nhà. Trên màn hình của chú anh chị và thấy là vợ chồng anh Lê Minh nè, chị Bích Trâm, anh Tý và cũng như là một số Huy Lê. Anh Lê Minh mới bắt được con dê chó anh. Dê chó nè. Dê chó bự như vậy. Dê chó mất cỡ. Con dê nằm trên chó rồi, dê chó. Ở cô chú anh chị thấy là anh Linh Tý rồi cả nhà. À, con Quắc nữa. Hello anh Quắc. Quắc. Nghe nói cái con dê chó nó đi tẩy cái gì đầu tay tẩy nó chứ không có đâu, dê nó còn đó. Dê tẩy con này nó còn, nó chưa tẩy, cái gốc nó nặng quá tẩy không được. Tẩy không được hả? Gốc nặng quá. Con dê này tẩy không được hả? Cái này phải còn lại. Hồi sáng em nghe chị Trâm nói là ăn gì có 10.000 gì mà mua 40.000 tiền gì kia. Sáng nói ra nói sao 10.000 mua 40.000 tiền đồng. Đóng chó luôn. Bữa nó nghe mùi ha, nghe mùi nó chịu anh Minh tiền không? Không đây cho mẹ. Chị cho nó ăn quá rồi nó để nó nuôi con dê hả sao vậy? Ăn quá luôn đâu nuôi dê không. Dê nuôi càng ngày càng bự luôn. Gì này gì cái? Gì cái? Có gì là ở nhà anh Minh cũng có nuôi nữa anh Minh. Ô anh nuôi có nhiều lắm. Gì hả? Anh nuôi nhiều hơn cặp luôn á. Rồi. Ở ngoài đó thấy cái lai là nhiều vậy. Biết sao không vậy? Nếu vậy là cái mùi á, cái mùi nó nghe mùi được á nó hợp. Nhà nào quá, nhà nào nuôi đã, nhà em cho đây nhà nó hiền không? Con hiền. Con này thân thiện hơn kia nè. Đắng nó hung lắm. Rồi xuống, rồi xuống, rồi xuống. Con gì, con gì, con gì. Em tôi bị rối đúng không chị? Em bớt. Con Lê Minh rất là nổi. Con trắng là con bớt. Dê biết dê, dê gốc dê, dê lại. Bớt kia đi con. Còn con trắng là con bóp hả? Con trắng là con bóp, con nhỏ là con đen là con bóp. Là này rất là vui ha, mấy anh chị có hẹn ngay cả nhà. Đang nhiếp chồng chị không à? À, nó chút xíu em bảo không? Chị thấy không? Em một mình một ngựa đi tìm nhà, chị thấy. Mọi người hay gọi vợ của anh Minh là cái gì à? Hoa hậu bán tôm. Hoa hậu bán tôm. Chết cái tên luôn rồi, chết tên luôn rồi. Mà chị tên gì chị? Chị tên Linh. Chị tên Linh. Mà anh mọi Minh, người chị Linh. Có dần quá ha. Mọi người hay gọi là hoa hậu bán tôm. Tại vì chị đang bán tôm khô á. Dạ. Rồi ảnh thấy hoa hậu bán răng rồi hoành tráng quá nên cho chị muốn nâng cấp chị lên thôi. Nhìn cũng nghĩ với quá hậu chứ bộ. Mẫu hậu. Trời chị cao quá trời đẹp nữa. Còn anh Minh thì hoàng tử hả? Hả? Phải không? Hoàng tử bánh tét. Bánh chân, hoàng tử bánh chân. Vua nước mắm. Vua nước mắm. Không mà nước mắm ngon nha. Nước mắm hơi bị ngon nha. Cái nhĩ á. Cái nhĩ. Ngon ghê á. Nước mắm nhĩ với chị. Cái nhĩ á. Cái nước mắm nhĩ chứ chị nói cái nhĩ. Tự nghe cái bằng nhĩ. Nhĩ là tới nhĩ. Không ngon, mắm ngon. Trời ơi, cái gì đâu mà tôi nhận hàng mà em nói thiệt người ta chửi em nói cái gì mà cái gì cũng gửi vô đây hết á. Cái nhà người quen cứ gửi vô hoài. Bây giờ anh thì anh không có số điện thoại anh Loan. Không. Đó, là anh không, nó thì là anh không biết tiền điện Loan nữa. Muốn thì chết bây luôn. Bây giờ em chị ơi, em tới rồi nè, anh Minh nè. Trời ơi. Ra được.
Ai bóp em? Trời ơi. Mới gặp cái chồng này nè, ngoài dễ thương quá trời luôn. Mày sao cái mặt mày gian quá? Chửi thế ngoài. Cái gì vậy? Có chửi đâu. Cái gì? Ta hiền thế mồ. Chị nói em gì? Dạ thôi, anh Nguyễn Văn Minh Thái. Nguyễn Văn Minh Thái. Rồi thôi đó chứ, để em chơi với anh chị. À, chị đây, chị ấy đi, để chị đi sinh nhật à, chú Long đây. Mẹ không cho con đi lên đây xuống đâu nha, đi lên đi để giờ chị. Ngày mai sinh nhật ba anh Tý, mời anh chị còn ở đây không? Ngày mai còn hả? Vậy thôi để em mời tới chung gia đình luôn, nguyên nhóm mình đi luôn. Ngày mai sinh nhật ba 18 tuổi. Khổ lắm. Ba cũng háo danh lắm. Ba háo danh lắm. Sinh nhật của ba hôm bữa nghe nói là 30 bàn, bữa nay chắc 35 rồi đó. Em ba bớt, bớt mời sẽ lên lại. Không phải sinh nhật em đang có thiệp đâu, em mời vô hết. Thì bây giờ là em mời bao nhiêu rồi em nhớ để mai để chấp bàn thằng hoài chứ mời đóng không có bàn ngồi tùy lắm á. Ba, ba gọi em. À, con ơi, chắc năm nay ba ở đây ngay dịp sinh nhật nên ba làm cái sinh nhật nhỏ nhỏ. Dạ ba làm ở đâu? Cái lũi vậy mấy ông nội. Đó, dạ xin chào quý cô chú anh chị và các bạn, mình ha quay trở lại với kênh YouTube của mấy anh em. Trên màn hình cô chú anh chị thấy là ba hoàng tử nha. Anh anh Lê Minh nè, anh Linh Tý và anh Bầu Sô Hy Lê. Thì sáng nay thì gặp ba anh thì em cũng muốn chia sẻ đến cô chú anh chị mình vài thông tin. Dạ đầu tiên thì cho em hỏi anh Minh trước nha. À dạ, mình hỏi khách thì hỏi anh Minh ơi, ngày hôm qua đó thì anh cũng có tham gia cái chương trình là chuyện ba người ở quán của anh Huy, thì anh thấy cái chương trình diễn ra như thế nào anh? Anh chia sẻ với cô chú anh chị mình xíu được không ạ? Anh thì nói chung là ở quê lên, ở quê. Thật chất mà thấy hồi hôm mà cái chương trình đó thì mình không ngờ là nó được như vậy luôn á. Dạ. Cái thứ nhất là mình thấy được cái sự nhiệt tình của khán giả. Dạ. Cho Hồng Loan cũng như là cho Hồng Ly, mà mình chỉ là một cái người mà học ngang vô cái chương trình này thôi, được mọi người yêu quý mà mình cảm thấy không nói, có diễn tả bằng lời được. Dạ. Thật sự mình nói như vậy. Mình dùng cái từ học ngang đó bộ thốn quá vậy. Từ khác từ học. Năm mà năm. Không, tại vì mình muốn dùng cái từ học này luôn cho nó có một cái tính chất gì mà nó như cái bên kia cũng dùng từ học như là đâm rồi không á. Dạ. Dùng cái từ này cho nó mạnh mẽ chút xíu. Thì anh thấy chương trình là như vậy là quá tuyệt vời đúng không anh? Quá tuyệt vời. Dạ. Còn cái vấn đề mà khi mà vào quán cà phê của anh Huy Lê thì anh thấy nước uống có phù hợp không anh? Mình thì mình uống cà phê một ly cà phê sáng. Dạ. Nếu như mình để đánh giá cà phê á thì nó là đây là một cà phê khá là ok. Dạ. Thì mình cũng là sáng thì là mình uống cà phê, và cà phê mình uống thì coi như nó ở đây. Dạ. Đậm chất. Cà phê rất là đậm. Dạ. Một. Dạ. Ngày hôm qua thì có rất là nhiều khán giả cô chú anh chị yêu cầu anh Minh lên hát. Thật sự là hôm qua là giao lưu rất là vui. Đó, có sự tham gia của anh Minh với lại vợ thì rất là vui nha cả nhà. Đó. Và bây giờ hỏi một khách nữa nè. À, một khách mời mà đã. Dạ. Hỏi là dạ từ từ tới hỏi anh Tý đi. Anh Tý ơi, hôm qua thì mấy cái chậu cây thì sao anh Tý? mấy chậu bông á, biết là để đúng vị trí không? Làm Huy Lê chửi quá. Hôm qua thì anh Tý thì đến hơi muộn nha, nhưng mà cũng góp vui với một cái bài hát là Người Hai Mặt, thật sự là rất là hay trong chương trình. Dạ. Nhưng mà không khí ở quán cà phê The Coffee Time mà giống như gia đình. Dạ. Thì Tý mới giỡn được vậy. Trên sân khấu mà bự thì đâu dám giỡn gì đâu, đúng không? Lên hát chỉnh chu đàng hoàng. Dạ. Còn này không khí như là gia đình. Dạ. Đó, đúng rồi, có thể vừa hát vừa giao lưu, vừa chủ nhiên mà mọi người đi coi hát cũng có điều sẽ lên mà thể hiện được. Dạ. Đúng không? Đó, nên ra thì Tý lại Quy là cũng muốn tạo không khí như vậy. Dạ. Tất cả mọi người, và đây là một chuyện hẹn ý tưởng. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Tý. Dạ, đã bây giờ tới bầu show đi. À, chuyển qua bầu show bạn. Bầu show anh Huy Lê thì thấy chương trình hôm qua thì thấy như thế nào anh Huy? Đầu tiên thì cháu Huy xin gửi lời chào đến tất cả cô chú, các anh chị, mình đã trân trọng nhất. Dạ. Thật sự là cái chương trình hôm qua là ngoài sự mong đợi, có nghĩa là không ngờ là được sự yêu thương quá nhiều thế rồi.
Thì ngay cả ban đầu thì Huy cũng nói là một chương trình này là chủ yếu để cho những anh chị em nghệ sĩ mình có thể giao lưu gần gũi với những người khán giả, như là không phải là mình một cái sân khấu hay là mình một cái phòng trà gì hết. Nên là khi mình lên một cái chương trình thì Huy vẫn phát ngôn như thế này: có những tiết mục rất là đặc biệt và những người khách mời rất là đặc biệt, để khi mà khán giả đến với cái đêm giao lưu á thì biết cái nhiều cung bậc cảm xúc. Dạ. Là Huy không muốn một mí mọi thứ gì hết, ngay cả bài vở cũng đâu có ai tập tuồng gì đâu, có nghĩa là mẫu hứng. Mình giống như là mình đến để giao lưu mà, chứ không phải là mình đến đây là để mình đứng trên một sân khấu để mình trình diễn. Ứng thì thọc vô. À, nên trong chương trình thì có nhiều cái mà chương trình là cũng vậy, không thể nào mình gọi là hoàn mỹ hết. Cũng có phải bị một cái chặt gì đó. Thì nếu có thì Huy cũng là đại diện cho ban tổ chức, là đại diện là tất cả anh chị em nghệ sĩ tham gia chương trình. À, cũng rất mong là quý khán giả đã yêu thương đến với đêm giao lưu thì có những gì mà không vui hoặc là tính toán nó không được chu đáo, thì cũng rất mong là cô chú các anh chị cũng bỏ qua và hãy đồng hành với lại Huy cũng như là tất cả các anh chị em nghệ sĩ tham gia trong chương trình. Dạ. À, anh Huy ơi, có cô chú anh chị mình hỏi và cũng như là góp ý với anh Huy như thế này nè. Chương trình ngày hôm qua đó quá là thành công, quá là hay, à, diễn ra rất là tốt luôn. Cô chú nói là một tháng á, là anh Huy có thể tổ chức khoảng 2 lần, 3 lần, hoặc là đây tới Tết tổ chức khoảng 3 lần nữa. Như là tính là bây giờ là mỗi buổi tổ chức 1 lần luôn. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, tổ chức hết. Tại vì nó hay quá. À, dạ. Những lời góp ý của khán giả là người gì nguyện nhận đó. Giống như là cái show vừa rồi vẫn có nhiều khán giả góp ý là âm thanh chưa được hay, thì đó là nguyên tắc phục nhà liền. Dạ. Hay là hôm qua là âm thanh rất hay. Hay dạ. Là chủ chương trình mình ví dụ là cho ca sĩ mình xuống giao lưu gần đó với khán giả, thì mình cũng đã cố gắng như là tất cả mọi thứ. Dạ. Nên là mình đều nguyện nhận hết. Còn một vấn đề mà khán giả là muốn mình làm nhiều show hơn, thì Huy cũng xin hứa là một tháng mình sẽ làm 2 show để phục vụ, thứ nhất là phục vụ về cái giải trí cho tất cả các cô chú anh chị. Yeah. Thứ hai nữa là để cho các cô chú anh chị có thể gặp gỡ giao lưu với những người mình yêu mến. Yeah. Đó, thì một tháng mình sẽ cố gắng làm 2 show. Tháng sẽ có thể là 30 tháng 10 đang làm một cái show nữa. Dạ. Hỏi ý của ca sĩ là diễn viên đâu. Dạ. Dạ, đang định làm mà biên show Linh Tý mà chưa biết Linh Tý sao, đây sẵn rồi. Sẵn hỏi luôn anh, sẵn rồi. Sẵn hỏi luôn anh. Nếu mà bạn cho tôi vừa hát, vừa ảo thuật, vừa siết, siết thủy nha. Thì tôi làm. Đó, mà có bị chưa, có bị chưa? Chưa mua. Đó, thì đó là những chia sẻ, tôi sẽ cũng rất là nhiều show nữa. Cho phép là mình cắt cái lời hơi tí, tại vì tí nó là có chương trình siết khỉ mà tí nó là khỉ chưa mua. Nếu như mà có con khỉ mà từ Mỹ bay về, tí nó đồng ý. Khỉ bên Mỹ. Khỉ bên Mỹ. Thôi, bây giờ tập mấy con khác thôi. nó có công cấp visa cho nó. Nhiều khi khỉ nó già quá, diễn không được. Khỉ trong sân khấu có mà không, khỉ ở Mỹ á. Bên trong mình nó xấu hơn khỉ sở thú, cho nên là khỉ mà càng xấu thì được sự yêu mến nhiều hơn. Vậy là 30 tháng 10 là mình đi show có tí. Dạ. Rồi có hát nè. Cái gì? Diễn nè. Diễn nào? Ngay 20 tháng 10. Có xiết nè. 30 tháng 10 nè. 30 tháng 10 hả? Rồi chị Bích Trâm nha, chị Bích Trâm nha. Nhớ đốt cây của Đức La. Đi show tí vậy? Dạ. Hát cái quy quy gì tí. Hát cái quy quy gì mà mini show. Hát bài quy quy tình yêu. Rồi chị Trâm vô nè, sẵn hỏi chị Trâm sao mà hôm qua không có mặt chị Trâm nè. Quýnh lộn được không? Sao quýnh lộn với ai chị? Quýnh lộn. Sao vậy? Quýnh lộn với ông tí, hôm qua ông thấy mặt ông tí bị bầm hả? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ông ấy ở nhà bị quýnh lộn mà nên đâu có đi đâu. Trời ơi, tí vậy. Ông Trâm, bên Trâm nó gọi là cái cách sống, là gọi là còn bạo lực gia đình, gia bạo hành gia đình gì đó. Nhà em là cái kiểu bạo lực, hạnh phúc bạo lực. Okay. Nhà em là kiểu hạnh phúc bạo lực. Muốn hạnh phúc là phải bạo lực hả? Nói ok là sức muốn hạnh phúc mà phải có sóng gió. Hiểu không? Đó. Nhưng mà im hai người nói chuyện với ai là chắc chắn là PD không? Mà đáng lý là
Không anh, tại vì cái đường em thiếu quá, em mà uống sữa cái là nãy chỉ rồi. Quan trọng là anh có tay không vậy? Nói chung là tay không? Không, em có tay không? Có tay có chân không? Tay thì có rồi, tay thì có rồi, tay em tự qua đi chứ. Vậy là chắc không có thích thích tí pha sữa hả? Không, muốn cái gì cái nè tí, lấy giùm cái coi. Đó, chồng ơi, chồng ơi. Ôi nhẹ liền luôn á. Nhà này đã gọi là gia đình là hạnh phúc mẫu lực. Dạ. Chồng ơi, mà phải thiệt chồng không chứ đây là vợ chồng thiệt đó. Dạ. 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 Đang á là quảng cáo xu đàng hoàng nha. À. À, bây giờ chị mà đâm chọt qua đi. Thôi thống mà, thống. Cái gì có kẹp cho tôi hát không thì tôi cho tôi cấp phép trong làm xô. Đó buồn quá Phượng. À. Không có ai mà làm live show mà ca sĩ lên hát karaoke. Ca sĩ lên nhìn karaoke hát. Ca sĩ mà ca sĩ có trong chương trình nha, bà là khách mời thì được. Dạ. Khách mời lên cầm điện thoại hát thì được. Cầm điện thoại tôi hát. Tay diễn viên mà đúng rồi. Cầm điện thoại hát được. Quy em cầm điện thoại em hát được. Còn bà hát được thì bà nhảy. Đó, bà nhảy được thì bà bung. Theo mình em mình rất là tán đồng với cái ý kiến của Huy Lê để tổ chức một cái mini show. Mình nói là mini show thì nó cũng hơi hoành tráng chút xíu, tức là để tổ chức một cái buổi bài giao lưu những cái bài hát của Linh Tý sáng tác nè. Đó cũng rất là hay. Thì cái kế hoạch của em đã có rồi. À. Sau tí là em còn cái show nữa. Mà hãy cho em từ từ sẽ một tí đi. Sau tí là 30 tháng 10 là 18 tháng 11 là tới em sinh nhật em là có show em đó quý. Mấy ngày đó phải có anh Minh luôn nha. Mini show Linh Tý có anh Minh xa lắm nha. Nhà người ta xa. Đó thì lên để xuống khổng và chia sẻ cho những khán giả. Thật sự là cái đêm hôm qua là rất là vui, tất cả từ ban tổ chức cho đến tất cả các anh chị nghệ sĩ, ai cũng đều vui hết. Vui là không phải là vui cái gì, thật sự là các bạn cũng biết rồi, những như mình ở quán cà phê chủ yếu là để gặp gỡ giao lưu thôi. Vui là được gặp gần những người khán giả yêu thương mình, vui là các anh chị nghệ sĩ đứng ở trên hát mà được sự cổ vũ rất nhiệt tình của cô chú. Nhưng mà mình thấy Huy Lê bán vé rẻ quá. Dạ em quá rẻ. Em cũng chia sẻ cho mình biết lý do là em làm ở đây phải là mình dạ mình làm đây chủ yếu là mình để cho có một cái giao lưu cũng giống như là em nói là mình tạo một sân chơi. Dạ chứ mình một có một tiếng hè. À dạ cứ hàng tháng là hai ngày thì các khán giả hay cô chú không phải là những người cái cả không những ca sĩ đâu phải là nhưng mà Huy Lê làm một cái vé như vậy thì mình có nghĩ là nó bị mất đi cái thương hiệu không? Dạ không, em không nghĩ mất cái thương hiệu, mình có bị mất không mất á. Do cách sống là những cái cách sống. Chứ không phải là mình bán vé mất hay rẻ là mình bị ảnh hưởng. Chính bản thân anh không thấy cái này như là mình bán một cái vé cao á, nó đông tầm của ca sĩ lên hay sao? Dạ không mà, anh bán cao mà anh bán được hay không? Tặng thì mình chơi nhiều, như mình bán không được thì mình tặng. Dạ, bán cao thì mình tặng. Bán cao mà hát chặt dẹp quên lời cũng vậy anh. Sống ở đây mình thấp, sao mình thoải mái. Thoải mái lại không khí gì gia đình. Đúng rồi, làm vậy. Thoải mái gì gia đình. Bán vé bao nhiêu cũng được là do mình hết. Nhưng mà mình bán có được hay không là do không được. Mốt cái quán là còn phía máy lạnh thôi. Ở đây mình phải đặt máy lạnh hết. Đúng rồi. Thôi bây giờ như này, tổ chức cái show của Linh Tý xong đi ha. Dạ. Rồi tôi tổ chức một cái buổi họp fan vé là phải lúc đó là phải lên cỡ 2.5 triệu. Dạ. Rồi. Nếu như mà vé mà 2.5 triệu là tôi không có tổ chức đâu đó. Không tổ chức hả? Anh Minh họp fan hả? Anh Minh họp fan. Họp fan. Dạ. Họp fan nhiêu anh? Hả? Ít nhất là phải từ 800 trở lên. Trời. Chứ còn mà vé mà kiểu 250 nó mất đi cái 800 là ghế súp rồi đó. Ghế VIP là 2.5 triệu à? Ghế cây là khác. Bây giờ nếu như mà bữa đó mà vé mà bán không được thì lên yên tâm là mình sẽ sắp xếp cô ba cô tư rồi là người mua 10 vé là tặng cho bà con là vé sẽ được hết. Là anh nếu mà anh hợp fan anh đặt quán em luôn hả? Ok ok. Dạ để em biết em gắn máy lạnh. Okay. Số tiền ghế cao cao lên là cho người ta ngồi ghế dài luôn nè, vừa ngồi vừa nằm nè, vừa có thể ngủ luôn. Để giờ anh em chia sẻ vui thôi thì cũng cúp lại cái là 30 tháng 10. Dạ. Sẽ một cái anh làm một cái mini show để cho tí gặp một cái đêm và để giao lưu những cô chú anh chị em
à, những người nào mà yêu thương thì sẽ có một cái đêm để tính tí giao lưu. Dạ. Còn một số khách mời nữa, khách mời thì để cho Huy sẽ thông báo sao với mọi người. Dạ. Ngay tại khách mời là Huy không phải đi cho nên mời người nào để mình sắp xếp một cuộc tính buổi giao lưu cho đẹp nhất. Đó. Nhưng mà thật sự giá vé cũng không có mắc cho cả nhà. Dạ. Nhiều khi còn rẻ hơn nữa. Dạ. Nên là mình giao lưu là thiếu là vui thôi. Chứ không phải là mình kinh doanh. Thì đây sau tới chắc vé chừng 70. Mấy chục mà có xích khỉ nữa. Nhưng mà ông nói là với ông 70 gì để tôi thầu. Dạ, thầu hả? Thầu. Thầu. Tôi thầu hết. Thầu hết luôn hả? Thầu hết luôn. Lại chấm đi chuyến nha. Ờ đúng không? Bây giờ hết 70 hả? Anh em. Dạ, đúng rồi. Dạ. 70 tôi thầu. Nói là một chuyện, còn show là chuyện khác nữa. Ủa, không biết nhưng mà bây giờ tôi thầu. Dạ. Đó là một chuyện, còn show là chuyện khác nữa. Lỡ thốt lên. Ừ. Rồi. Búp xa là gà chết không? Đúng không? Nghĩa là khi bà bán 70 thì em mới muốn quyền thầu hết. Ờ. Bán 7 triệu quyền quá. Giá 70 là chưa bao gồm giữ xe nha. Chưa bao gồm nước luôn. Chưa thấy là được. Chưa bao gồm nhiều lắm nha. Chưa bao gồm nhiều lắm. Chưa muốn ghé. Thật sự là khi mà những cái chương trình em chia sẻ đến mình, cảm ơn mọi người, những chương trình em làm này là chủ yếu là để giao lưu. Dạ. Chủ yếu là để cho giao lưu khán giả thôi, chứ phải là mình là một cái sân khấu đâu, phải là sân khấu rất ngọn. Và khi mà làm loại sân khấu trong đồng á thì như là khác nè. Chương trình phải khác và những cách biểu diễn cũng phải khác luôn. Đúng rồi, nó chuyên nghiệp hơn. Là một sân khấu lớn là đúng rồi. Mình có là phải làm mình phải tôn trọng khán giả. Ví dụ cà phê đây, hay cả tại xe em vẫn lên đến anh cũng nói là chỗ ngồi của em hơi bị khó ngồi, tại của em là quán cà phê, phải là phòng trà hay là sân khấu. Nên mà quý vị khán giả mà có lỡ tôi đây có ngồi nó hơi bị chật phải chút xíu thì cũng phải thông cảm giùm cho em. Giờ mình lấy mấy cái cầu tụt không có đó, mình gắn ra ngoài đây nè, để khi mà khách vừa coi ca nhạc rồi giải trí luôn, rồi giữa bài lên tụt nước cái. Có khán giả góp ý như vậy nè anh Huy. Dạ. Là nói là chương trình của mình á, là nếu mà tổ chức sau này á thì nó sẽ đan xen kết hợp nhiều tiết mục, như là có bolero, có cải lương và có hài, nó sẽ nhiều cái màu sắc hơn cho cô chú anh chị mình thay đổi. À có hài nha. Dạ có hài rồi đó. Không, anh Huy đắc là cái này luôn á. Góp ý là Huy đúng. Dạ. Nghĩa là cái đó là sân khấu. Còn ở đây mình là gặp gỡ giao lưu đó. Cái đó thì mà quý vị khán giả góp ý cái đó thì đúng là theo một cái chương trình tập kỹ. Đã ở sân khấu mình mới làm được cái đó. Dạ. Dạ cái đó cũng như là để chia sẻ cho cả nhà hiểu. Dạ. Còn ví dụ mà đêm nhạc, ví dụ tí, mini show tí. Dạ. Tí có những chuyên môn là về diễn viên nè, về hài thì tí có thể tính ghép vô. Đây bằng dạ. Lửa là sáng ta biết luôn. Hay là tí là một tiết mục gì đó thì có đó cho tí phải là người tạo một tiết mục đó. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Mini show 30 mọi người là tí là làm một bản kịch của anh em đóng với nhau. Dạ. Đó là mini show tí, để cho tí tự ra. Dạ. Dạ. Còn khán giả mà có tí là mình có studio, có hài gì đó, đó là tạp kỹ. Dạ, tạp kỹ. Đó thì mình chỉ có làm được ở sân khấu tấm đầu thôi. Dạ, anh câu lớn ha. Còn ở đây vẫn được, nhưng mà mình làm nó sẽ không ra, nó rất là kỳ. Dạ. Ở đây mình chỉ là để gặp gỡ giao lưu với những người khán giả yêu thương cho nên cả nhà thông cảm là cái vấn đề đó. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh Huy ha. Dạ. Cảm ơn anh Tí và cảm ơn anh Lê Minh. Có cho anh. Chúc cho ba anh luôn nhiều sức khỏe và cũng như là đem tới cho khán giả những cái tiết mục hay hơn và vui hơn nha. Okay. Rồi, em chào ba anh ạ. Cảm ơn em đã cho anh ăn cơm. Dạ. Thôi đừng tí, chào Lê Minh.